Rồi bây giờ chúng ta học về thất giác chi nè. Bodhicitta, Bodhi và Anga. Bodhi tức là giác ngộ, Anga tức là yếu tố. Bodhicitta tức là Bodhi, Anga là những cái yếu tố đưa đến sự giác ngộ. Có bao nhiêu yếu tố? 7 yếu tố, 7 yếu tố giác ngộ. Tiếng Hán gọi là thất giác chi. Giác là giác, là tỉnh giác, là tỉnh thức, là giác ngộ. Chi là chi phần, thất là 7 yếu tố của một người giác ngộ và của một người từ từ đi trên đường giác ngộ. 7 yếu tố đó có trong một người giác ngộ và có trong một người phàm phu chưa giác ngộ. Và phát triển 7 yếu tố đó lên là mình có thể đi từ mê sang ngộ, từ phàm sang thánh. Nếu mình không có, mình phát triển được không? Không. Cho nên làm người, đặc biệt làm người, Đức Phật mới xuống cõi người này mới nói những cái thứ mà mình có. Và mình có thể phát triển được những cái thứ mình có đó, bởi vì không những mình có cái bình yên mà mình có cái bất yên nữa. Còn cái bất yên của ba cõi ác nhiều quá, và cái bình yên của ba cõi trên nó nhiều quá, thành ra cái lời của Phật khiến cho mình vui quá cũng khó tu, mà khổ quá cũng khó tu. Và mình có vui, có khổ và có luôn cái thứ mà Phật đã thành. Cho nên Ngài nói mình tu, quý cái thân người là chỗ đó đó. Cái sắp xếp bình thường trong kinh điển mà để chúng ta thường dễ thấy á, là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, kinh an, định, xả. Nhưng khi thực tập á, nó không phải vậy. Khi thực tập thì bắt đầu chúng ta phải có chánh niệm thôi. Đi đâu, làm gì, pháp môn nào, dù bất kỳ cách tu nào mà trong nhà Phật thì phải bắt đầu với chánh niệm. Vì sao? Mắt không mở là thôi, toàn bộ cơ thể này không thể hoạt động được. Giống như vậy, mình không đang awake, không đang thức, toàn bộ hoạt động mình dừng lại. Cho nên mình mà không đang có mặt, không đang chánh niệm thì toàn bộ cái cuộc tu hành của mình, toàn bộ cái thiện pháp không thể bắt đầu hoạt động được. Cho nên giống như mắt phải mở thì mình mới làm việc, phải không? Giống như mình phải thức thì mình bắt đầu mới sống. Và giống như chánh niệm phải bắt đầu có mặt thì mọi thiện pháp trên cuộc tu hành của mình mới bắt đầu lên xe, rịn ga và tiến. Nhưng để có chánh niệm thì mình buộc phải ngủ dậy sớm. Ai ở đây đã dậy sớm rồi giơ tay? Hồi bữa hứa với thầy là mấy giờ đó? Nếu trả bài là trả cái đó đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dạ, con cảm ơn. Không thuộc bài của con không phải là không nhớ những cái chi phần tính tấn niệm định huệ bao nhiêu cái số lượng ha. Không thuộc bài của con là mấy quý vị đã hứa là quý vị thức dậy sớm để hành trì, mà về nhà quên mất cái đó là quên bài tập về nhà. Nói đến cái việc tu hành á là nói đến cái việc dậy sớm trước cái đó. Dạ thôi à, nhưng mà nằm nướng nó tu là anh, tôi chưa có biết anh tu vậy đó. Bởi vì sao? Ngủ nó còn ngon, tức là còn giải đãi. Mà còn giải đãi là thiếu tinh tấn. Mà thiếu tinh tấn là thiếu niệm. Chưa có niệm là tôi biết anh chưa có thực sự tu trên con đường giác ngộ. Anh chỉ mới đi làm phước thôi. Đã nghe con nói nè, làm từ thiện, tụng kinh, lễ Phật, đi tu chỗ này chỗ kia, nó cũng tạo ra các cái thiện pháp. Cái đó cũng gọi là thiện pháp thôi, nó làm phước thôi, nó chưa phải là thất giác chi, chưa phải là chi phần đưa đến giác ngộ. Thiện pháp bình thường làm cho tâm mình vui, thân mình khỏe, chơi với người tốt để hưởng phước cõi nhân thiên. Còn muốn giải thoát sinh tử thì phải thất giác chi, phải bắt đầu hành trì hạ thủ công phu để nó trở thành cái chi phần của giác ngộ. Hai chuyện đó
khác nhau. Tức là một bên tu phước, bên tu tuệ. Dậy dậy sớm là để phước tuệ song tu. Tu phải cả hai đó. Còn bình thường thôi, hôm nay mình đi từ thiện kệ nó, ngủ ráng cho nó đủ sức, kiếm cái cớ để mà mình tu phước thôi. Tâm mình nó lý luận khôn lắm. Chư tỳ kheo, nhữ đẳng bất tính khả ý, nhược bất đắc a la hán, chưa có đắc được a la hán quả thì đừng có tin vào ý của các ông, vì ý đó là ý của phàm phu vô thường, chi phối bởi vô minh và ái dục. Mấy ông nghĩ rồi, mấy ông tin vô mấy ông là mẹ con với mẹ, mẹ há con khen kiểu vậy, thấy không? Nhưng mà không lẽ mình không tin ý mình? Cái ý của mình là phải có cái ý tác lý như ý và cái ý của chánh tư duy. Còn cái ý mà làm cho mình không có tinh tấn, không có chánh niệm, không có đưa lên cái thiện pháp, là mình biết rằng cái ý đó là ý của ma vương nó dụ mình đó. Mình là quyến thuộc của ai? Phật tử hay là ma tử? Phật tử, nhớ đừng ma tử nha. Sáng sớm ngày mai thức dậy đó, quay qua cái mấy giờ trở lại. Hơn 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa thôi. Trời ơi, nhịp chạy sao không được. 1 tiếng đồng hồ rồi vậy. Bởi vì sao 5 phút mà ngủ ráng là nó thành tiếng nhanh lắm. Nhớ vậy. Quay qua đây. Thôi mình Phật tử. Thôi Phật tử, như kẻ nó là ma 5 phút thôi. Còn ma 5 phút thôi. 5 phút là đủ chết rồi đó. Mình tập từ từ nha, không phải hôm nay là 4 giờ, không phải hôm nay 6 giờ dậy, cái rồi quyết chí quá cái từ 3 giờ dậy. Làm được 3 bữa, cái bữa sau 8 giờ dậy. Tu á, được hay không là có chữ bền. Chứ đừng có lấy cái ý chí hành trì để mà thỏa mãn cái tôi mình. Đừng có chiến đấu kiểu đó, không có bền đâu. Mà muốn bền là phải từ từ. 5 phút thôi cũng được. Nhưng mà đừng có bỏ 5 phút đó. Hãy đúng 5 phút là niệm Phật. Là đúng 5 phút đó niệm Phật. Không có cái cớ nào hết. Thì cái làm miết một khoảng thời gian là nó có những cái điều mà mình không làm nó không có. Bệnh cũng lên. Đó là tình tấn về cái thời gian vật lý và cái thời khóa hành trì. Tinh tấn mà nó chưa thành thất giác, một trong thất giác chi nó, tức là nó chưa có trở thành tấn giác chi á, thì tinh tấn đó mình chỉ tu phước thôi. Cố gắng từ thiện, cố gắng tụng kinh, cố gắng để thời khóa, thì tinh tấn đó là phước nha. Tinh tấn nó chưa thành tấn giác chi, tấn đó nó còn mệt mỏi lắm, nó còn ẹo qua ẹo lại, nó còn cố gắng chiến đấu, nó còn phải suy tư nghĩ ngợi, nó còn phải tính toán đắn đo dữ lắm. Có từng vậy không? À, coi hôm nay đi chùa, có sắp xếp một số việc, hôm nay đi học, hôm nay có nên đi học không ta? Ngồi thiền, giờ ngồi thiền tốt hơn hay là nặng nó tốt hơn hả? Có tấn giác chi chưa? Chưa. 7 yếu tố giác ngộ này nè, là mình phải bắt đầu với cái gì? Nghe nha. Có một số người hỏi Đức Phật, ngoại đạo á nha, ngài Như Lai, Thế Tôn, ai cũng kính ngài là Phật. Vậy làm Phật rồi thì được lợi ích gì? Ta được hai lợi ích. Lợi ích gì thưa Phật? Một là ta tự do hoàn toàn, giải thoát tuyệt đối. Hai là trí tuệ. Đó là lợi ích của một vị Phật. À, vậy làm sao để con có được hai lợi ích đó thưa Phật? Ông phải tu tứ niệm xứ. Vậy làm sao con tu tứ niệm xứ Phật? Ông phải giữ năm căn năm trần của ông cẩn thận. Làm sao con giữ năm căn năm trần của con? Ông phải giữ tam nghiệp thân khẩu quý của anh thanh tịnh, tức là phải giữ giới á. Vậy nè, từ cái chuyện mà giữ giới là tam nghiệp thanh tịnh, lên cái chuyện hộ trì ngũ căn, lên cái chuyện tứ niệm xứ, ba cái này thành tựu rồi thì mới có tới thất giác chi nha. Ai mà không tu ba cái đó làm sao có thất giác chi? Tức là chi phần này đã có xuất hiện rồi ở trong lòng mình á, là do mình đã thành tựu được ba cái trước. Và ba bước đó mình ở bước nào? Phải không nào?
để mình biết được là mình phàm hay thánh, và mình thánh cỡ nào và mình phàm cỡ nào, bước nào mình đã có và bước nào mình chưa, mình có bao nhiêu cái bước đó và mình sức mẻ bước đó bao nhiêu. Ví dụ như tam nghiệp mình thanh tịnh, mình giữ giới thì năm giới đó trật qua trớt lại, thì mình nói mình đi tu thiền vậy đó, chứ mà nếu giới chưa thanh tịnh ấy, thì mình thiền không có được. Thì mình không biết vì sao mà tâm nó cứ suy nghĩ nha con, thân nó cứ bệnh, cứ hễ mình đi ngồi thiền thì thân nó cứ mỏi, nó đau, mỗi lần lên tụng kinh là nó có chướng ngại, ăn nhẫn thơ không được, biết cái đó nha. Hỏi hoài cũng như không, hành trì cứ theo cái bước đó là ba nghiệp của mình giữ được bao nhiêu. Ba nghiệp giữ được rồi thì hàng ngày mình quán thân thọ tâm pháp bao nhiêu, mình giữ được cái năm căn của ngâm trần, mình tiếp xúc thế nào, ăn uống ngủ nghỉ nghe nhìn của mình á cẩn thận không, tiếp xúc với người ta có cẩn thận không. Đối với giới á, là từ giới thô cho đến giới tế mình phải giữ được. Đối với ngũ căn ngũ trần á, là mình phải hết sức là phòng hộ để mà đưa cái tinh tấn vào, và mình bỏ ác ngăn ác, và mình phát triển thiện, mình tu thiện, mình làm phát sinh cái thiện. Đối với tứ niệm xứ là mình phải diệt tâm, mình phải tỉnh giác và mình phải chánh niệm. Diệt tâm tức là mình phải hết lòng, mình on off vẫn được. Tỉnh giác tức là mình phải awake, mình phải thức. Mình không thức làm sao mình chánh niệm. Mình chánh niệm tức là mình hoàn toàn có mặt trong phút giây hiện tại. Đó là ba cái bước của chánh niệm, ba cái bước của tu tứ niệm xứ. Khi mà mình thành tựu tứ niệm xứ rồi đó, thì tự nhiên trong người mình thôi, bảy cái yếu tố giác ngộ này nó vốn có rồi, nhưng mà tứ niệm xứ của mình nó chưa có vững, thành ra bảy cái yếu tố này mình chưa có thấy, nó chưa có xuất hiện đủ để cho làm cho mình thấy. Nó lạ lắm. Đức Phật nói nè, thất giác chi là thế nào, niệm giác chi, niệm giác chi. Đức Phật nói nè, bốn cái. Thế nào là niệm giác chi? Chư tỳ kheo, trước đó chưa có niệm, giờ có niệm. Khi niệm sinh, biết niệm sinh. Khi niệm diệt, biết niệm diệt. Trước chưa có niệm, giờ có niệm. Trước niệm yếu, giờ niệm niệm mạnh. Có cái biết và nó thấy được cái niệm trước chưa, giờ có. Có rồi, giờ lúc có lúc không. Là có rồi nó yếu, từ từ nó lớn mạnh. Biết một cái niệm thôi nó biết tới còn 5 cái vậy đó. Cho nên mình biết cái thất giác chi này nó là kết quả của cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là kết quả của năm căn tiếp xúc với năm trần giữ cho chu đáo. Năm căn tiếp xúc với năm trần mà mình chu đáo là kết quả của ba nghiệp của mình, tức là giữ giới thanh tịnh. Tu nó có từng bước như vậy đó. Được cái nào mà chưa được cái nào? Ai biết? Ai biết? Mình biết chứ ai. Mình không chịu quan sát sao mình biết? Mình tu dạo không biết sao mình biết? Đạo tràng nào mình cũng đi hết. Có một cái đạo tràng mình không biết thôi. Đạo tràng nào? Này nè. Nên là đạo tràng đích thực của mình á. Cái sách đích thực mà mình cần đọc nhất là đâu biết không? Này nè, thân thọ tâm pháp là cuốn sách mà mình đọc và mình sẽ giác ngộ. Còn mình đọc bao nhiêu cuốn sách cũng không giác ngộ cho đến khi mình đọc sách này. Mà lạ nha, mình có khả năng đọc đó mà mình không chịu đọc á. Mình thích enjoy ở ngoài. Vì mình thích đọc ở ngoài để mình thu lượm kiến thức. Và khi mình đọc đó, mình có cảm giác này nè, cho nên mình khoái. Cảm giác gì biết không? Tại sao mình thích đọc sách hơn là thích tu? Đối với vị á, Trang Tử ngủ dậy, con kể câu chuyện này rồi, giờ con kể lại quý vị nghe. Trang Tử ngủ dậy, ngồi buồn. Một trưởng tử tới hỏi, sao thầy buồn? Thôi chuyện của tôi ông đừng có xen vô. Không, thầy buồn là con cũng lo. Thầy mà buồn thì chắc là có chuyện lớn. Muốn nghe ta kể cho, dạ. Tối qua ta ngủ thấy chim bao có con bướm. Ta hóa thành con bướm. Và trong đó ta đã bay như con bướm. Và ta ngửi, ta thấy được cái mùi hương của hoa luôn. Thấy bướm thì tốt mà sao thầy buồn? Ông đừng có khờ. Tối hôm qua ta là người, ta mơ thành bướm.
Và sáng nay ta cũng thấy ta sống rất là rõ ràng, ta ăn, ta uống, ta ngủ nghỉ và ta cảm nhận sự sống rất là rõ ràng. Không biết có phải là giờ con bướm ở đó nó đang ngủ và nó hóa thành tao. Ta sống đây nè, ta đến trong mộng mị, ta đâu có chọn cha mẹ mà ta đến. Và ta đang sống đây nè, bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu đâu nữa chẳng là chim bao. Tại sao ta gặp nhau mà ta đâu có ở nhau đâu. Trong mỗi phút giây ta sống nhưng mà ta có mặt không? Không. Sự sống chưa bao giờ ra khỏi phút giây hiện tại. Nhưng mà tâm mình ở hiện tại bao nhiêu phần trăm? 0.001%. Làm sao biết? Từ bên kia bước vô đây mình biết không? Mình ngồi xuống như thế nào? Và thân tâm mình như thế nào mình biết rõ không? Không. Hiểu không? Theo kịp không nè? Theo kịp không? Ừ. Quan sát nha, quan sát niệm có mặt liền. Khi mình thiết lập cơ thể, mình quan sát cái là mình biết hồi nãy giờ không có niệm, bây giờ có niệm. Hồi nãy giờ không tinh tấn nhiều bằng bây giờ tinh tấn. Hai cái chi phần này xuất hiện liền khi mình lập tức quay về hiện tại. Đó chính là tu ấy. Mà cứ mà mình tinh tấn là lập tức mình có niệm. Thế mình vô thời khóa là có niệm liền rồi nha. Ngồi trong cái tư thế niệm Phật hay ngồi thiền, niệm xuất hiện liền. Như vậy thức ăn của chánh niệm là tinh tấn, phải tấn. Còn mà nó thánh nó thần gì mà không có thời gian hành trì, không thức, không dậy sớm hành trì, không có thời khóa hành trì, không có thường ở độc cư một mình để hành trì thì cũng khó lòng lắm. Hiểu câu chuyện hồi nãy chưa? Tại sao? Hiểu như thế nào khi mình thích đọc sách hơn là mình thích hành trì? Với câu chuyện của Khổng Tử thấy mình là bướm trong giấc mơ, mình đến đi mộng mị, mình sống một đời mộng mị và mình đi trong mộng mị. Và Thế Kiều nói kiêm trọng là bây giờ nè, hai chúng ta rõ mặt đi, tỉnh thức đi, nếu không thì ta dù có thương nhau cỡ nào thì cũng là một giấc mộng thôi anh ơi. Tức là sao? Ai giải thích chỗ này? Tức là nó liên hệ cái gì với cái việc đọc sách của mình? Vì khi mà mình đọc sách thánh hiền đó, cái tôi của mình nó có cảm giác là mình đang là những thứ đó, mình đạt những thứ đó. Nhưng thực tế thì mình không phải. Mình tưởng là mình đọc xong cái mình có cảm giác là mình được cái điều đó và mình muốn thọc tay vô chợ liền, thử thách liền. Nhưng mà sao đụng cái đi, ché lửa liền. Nhập được tam thiền chứ đâu phải ít. Xong cái tự động tham sân si nó không có, nó không còn nữa. Xong mới xuống nói với vị thầy là con vào được quả vị A-la-hán. À, con vào được ít nhất sơ quả chứ. Bây giờ thầy thử con đi. Bây giờ thầy cái dao này, thầy đâm này, con không bao giờ sân hận. Vì thầy không nói gì hết, lên đến tam quả rồi đó, mới hết tham sân. Chắc câu chuyện đó là bắt đầu con đạt được tam quả rồi. Cái dao nè, thầy đâm con đi. Vì thầy không nói gì cả, sai một chút tiểu á, cầm cái áo, nói là con vô lấy cái áo đẹp nhất của vị thầy đó đưa cho thầy. Rồi cầm ra cái bây giờ con lên con lạy Phật đi. Không, bây giờ thầy chứng minh cho con đi rồi con mới lên lạy Phật. Thì con lên con bạch với Phật trước, xong rồi con xuống thầy chứng minh sau. Lên cái sai chú tiểu cầm một nắm bùn, xong cái lạy Phật xong ra cái dân tiểu chạy tới giả vờ dắp té vô cái cửa, làm cho cái áo vẫn dơ hết trời. Xong rồi ngồi đó trát thêm vài miếng nữa. Ông quay qua ông nói: mày làm gì tiểu, mày không thấy cái áo tao mới mua à? Nó bôi thêm vài miếng nữa cái vớt nó một đá ra một bên. Vị thầy trụ trì sư phụ xuất hiện. Đó đó, tam quả của con đó. Tam quả của con đó. Vì cái tôi của mình nó lém lĩnh lắm, hễ mà được cái gì là nó hốt cái đó về, nó nói là nó thành tựu liền. Nhưng mà thực tế thì không có, chưa phải thành tựu.
Nên khi mình đọc sách đó, mình hay ảo tưởng là những gì của họ viết đó là của mình, vì cái tưởng của mình chứ không phải là cái tuệ của mình. Tưởng với tuệ hai cái khác nhau. Tưởng là do mình kinh nghiệm và bỏ tham sân si trên đường hành trì, đó là tuệ. Còn tưởng là do mình thu lượm thông tin, tất cả những gì trí tuệ của người mà không phải của mình mà mình thu lượm vô thì tuệ trở thành tưởng hết. Trí tuệ trở thành khái niệm đó là tưởng. Cho nên Trang Tử mới nói như vậy để đập vào mấy ông đệ tử này này ngồi đọc sách của sư phụ rồi cứ tưởng đâu mình chứng thánh. Và mình đọc sách thánh nhân, đọc sách Phật, mình tưởng đâu mình đắc Phật qua. Mình đọc một thời gian cái mình tưởng mình lên mây và nói chuyện mây không. Nhưng mà đụng người đối vật thì tâm mình bắt đầu phản ứng. Phải vậy không? Đây chúng ta chú ý nè. Giờ chúng ta có mặt đặt niệm trước mặt, chúng ta ý thức rõ ràng. Khi mà ta nói như vậy thì sao? Mình làm được lập tức không? Bây giờ mình nghe tiếng chuông, ý thức vào cơ thể. Giờ mình cảm nhận được lập tức là niệm của mình có mặt mạnh hơn là lúc mình chưa nghe tiếng chuông và chưa thiết lập niệm. Lúc này niệm giác chi có mặt. Giác chi này nó chưa thành tựu, nhưng mà nó là một chi của giác ngộ thành tựu. Đây là thầy làm trực tiếp cho quý huynh đệ thấy á, là sao? Vui lòng tinh tấn rồi mới sinh, mới sinh niệm nha. Hiểu chỗ này không nè? Là phải tác ý tu hành, tu mới chứng hành thì mới đắc. Thì phải tác ý tu hành à. Không có tác ý tu hành, không có hành trì, không có niệm đâu. Mà không có niệm là thôi, tất cả các cái thiện pháp phía sau á không thể kéo theo được. Cho nên mỗi lần mà mình bắt đầu ngồi vô cái bàn thờ Phật là biết, mình biết bắt đầu cả một vùng trời giác ngộ, các cái thiện pháp chi phần đang đợi ở phía sau tình tấn đó. Được không nào? Còn hễ mà mình chỉ cần giải đãi một phát thôi là một bầu trời của thiện pháp, của giác ngộ, của giải thoát, của Phật quả bị chặn đứng lại ở cái chỗ giải đãi biến lười. Cho nên hằng ngày của mình chiến đấu mệt mỏi nhất là chiến đấu với cái gì? Cái làm biến như vậy. Hẹn miết. Tu mà hẹn tức là sao? Tu mà ra giá, tu mà mặc cả. Hẹn miết lắm. Không nói thật á, đây là thật sự như vậy luôn. Ta hay mặc cả lắm, ta hay hẹn. Và ta không có thật lòng, hết lòng để mà ta hành trì. Do thực tế á, thì vô minh và ái dục có lôi kéo mình. Nhưng mà nói do á, thì cũng do mình yếu đuối cái ý chí và chưa gặp thiện hữu tri thức, minh sư dẫn dắt. Cảm hứng hành trì của mình chưa đủ để mình tự bứt phá ra cái giới hạn xưa nay nhốt mình ở trong cái ngục tù của cái giải đãi giới hạn đó. Và bứt phá ra, đi ra khỏi cái giải đãi, lập tức có giác chi. Đầu tiên là tấn giác chi, là tấn giác chi xuất hiện ngồi trước bàn Phật. Nam mô A Di Đà Phật, nghe rất rõ âm thanh mình niệm. Thiệt căn nè, miệng của mình, tai của mình và cái ý căn của mình, ba thứ nè bỏ hết vô trong câu A Di Đà Phật là thành tựu ở cái chỗ nhất niệm. Trong một câu mình nhất niệm thôi, thành tựu ở chỗ chánh niệm nè. Nam mô A Di Đà Phật, nghe rõ, miệng mình niệm, tâm mình tác ý tới Phật, toàn bộ cơ thể mình đang hướng về một phương trời trong phút chốc từ phàm sang thánh, từ phàm phu mà sang Phật. Mình hiểu cái lý, mình hành trì rồi, mình về mình lấy một cái đề mục nào đó, coi như là Phật hoặc là hơi thở hoặc là phòng xẹp hành trì. Còn không hiểu cái lý là cứ theo pháp môn. Hiểu nguyên lý rồi thì lấy cái pháp môn đó bỏ vô nguyên lý đó hành trì. Khi mà mình chưa có thực sự có cái tấn giác chi á, thì mình sống đời giải đại và mình bắt đầu thực tập tinh tấn. Thì khi thực tập tinh tấn thì mình sẽ cảm giác rất khó khăn, rất miễn cưỡng, rất o ép, rất nặng nề, rất mệt mỏi. Và khi mà mình ngồi xuống mình quan sát cái bụng phòng xẹp, hay mình ngồi xuống mình niệm Phật,
là nhiều khi mình thấy mệt và mình thấy chán, mình thấy nó vô vị và mình thấy sao ngồi để niệm Phật hoài mệt quá à. Dạ thôi mình đứng lên đi. Cái ý niệm đứng lên nó cũng bị tác động bởi cái chán, cũng không có cái hỷ và kinh an, thành ra mình không có ngồi lâu được. Thì cái tinh tấn nó không đủ mạnh cho nên ngồi thay đổi tư thế tu hoài. Có phải vậy không? Ngồi không được một tiếng là thiếu tinh tấn. Nhưng mà ngồi lâu hơn một tiếng mà không có tỉnh giác là định nhiều quá. Định nhiều quá thành hôn trầm, tinh tấn nhiều quá thành trạo cử. Nhưng mà vậy nói tinh tấn nhiều quá là người đó làm sao? Tâm tu rất mạnh. Nhưng mà phần lớn thì ít có ai được cái chỗ đó. Thường thì ta cảm hứng mạnh khi ta vô khóa thiền, hoặc ta gặp một bậc minh sư, hoặc ta đọc xong dài dòng cuốn sách, tinh tấn rất là mạnh lên, xong có rồi tụt luôn. Tấn giác chi như thế nào này chứ tỳ kheo? Thất giác chi đó chính là quán pháp trên pháp. Pháp trên pháp nó có nè: quán, ngũ, triền cái, tham, sân, si, trực, cử, hung, trầm, nghi. Trong tâm có những thứ đó hay không? Quán biết. Quán ngũ ứng, sắc thọ tưởng hành thức, quán biết. Quán năm căn, tiếp xúc với năm trần, quán biết. Quán tứ diệu đế, quán biết. Và quán thất giác chi. Vậy thất giác chi là cái đầu tiên là tấn. Bây giờ thất giác chi tấn là như thế nào? Như thế này: khi tấn xuất hiện trong lòng biệt, khi tấn không xuất hiện trong lòng biệt. Trước đây tấn không có, giờ tấn có. Đó. Trước đây tấn yếu, giờ tấn mạnh. Đó. Tại mình ai biết? Mình biết. Ví dụ như là cả tháng, ví dụ như tháng trước đi, hoặc là 3 ngày trước, nó khác với sáng nay thức dậy chứ. Mình quan sát đến cái độ mà sáng nay mình thức dậy như thế này nè. Bình thường chưa có thành tấn giác chi á, thức dậy nó còn chưa có chịu dậy đâu. Trôi qua nó trột lại, nó lăn qua nó lăn lại, nó tính toán với Phật nhiều lắm. Nhưng mà khi thành tấn giác chi rồi á, nó giống như là à giờ đi ăn rồi. Vui. Tấn giác chi. Có ai được cái này chưa? À. Nếu được thì chúc mừng. Và đó chính là thiện pháp, tâm sở thiện. Và đó chính là tấn, chánh tinh tấn là sao? Nuôi lớn, dưỡng cái thiện đó lớn lên. Và nếu như chưa có cái thiện nào đó xuất hiện trong lòng mà Phật dạy mà mình biết, cố gắng tạo nhân duyên cho nó xuất hiện. Tạo nhân duyên nha, chứ không phải là o ép để chứng tỏ mình có. Không phải lấy cái tôi để chứng minh là mình tu. Ví dụ như bây giờ mình chưa thương được cái người mà mình ghét sát bên cạnh đó, bao nhiêu công đức hồi hướng hết trừ ông đó thôi. Bữa nay mình hồi hướng và có cái tên ông đó. Có ông này trong lòng mình đó, thường mình nhớ tới người mình thương và cái người mình ghét mình không thích giữ trong đó. Nhưng bữa nay thì mình hồi hướng luôn cho cái người đó. Đó là cái thiện pháp từ tâm mình nó tăng trưởng. Đó là chánh tinh tấn đó. Và từ từ nó thành cái tấn giác trì. Cái tấn này là sao? Tu tứ chánh cần đó là tấn đó. Bỏ ác, ngăn ác, sinh thiện, dưỡng thiện. Bao nhiêu cái ác mình có bỏ chưa? Nếu chưa thì giờ bỏ, chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn một thời gian nó mới trở thành tấn giác chi. Nhớ vậy nha. Tức là ác mình chưa bỏ hết, thiện mình chưa phát triển thành tựu thì mới có là chánh tinh tấn thôi, đang thực tập tinh tấn thôi, chưa thành tấn giác chi. Cái thứ hai nữa là hằng ngày mình hành trì mà nó không phải niềm vui mà nó trở thành sự miễn cưỡng, lấy cái ý chí mình đè cái làm biếng thì chưa thành tấn giác chi. Vậy là hai cái thứ đó mình chưa đạt được, thì bây giờ mình cố gắng đạt cho được để cái tấn nó trở thành tấn giác chi. Vậy bây giờ trong lòng mình biết này, có tấn giác chi chưa? Chưa. Như vậy cái niệm của mình nó phát hiện là lòng mình chưa có tấn giác chi. Mình tu một thời gian cái rồi cái tấn nó xuất hiện, cái lòng mình biết có tấn giác chi. Trước chưa sanh, nay sanh. Sanh một thời gian là mình biết nó mạnh hay nó yếu. Và khi nó đang có rồi nó mất, nó mất rồi nó xuất hiện lại. Mình biết hết cái câu chuyện đó. Phật nói trong kinh y chang vậy đó. Tức là cái phần tu tinh tấn, tức là cái phần thất giác chi này nè, đó chính là trong cái phần quán pháp trên pháp của tứ niệm xứ á. Thì mình tu thiền nè, đâu cần vô chùa đâu, ở chùa cũng giống như ở nhà thôi mà. Thì cái chùa đích thực là đâu? Đây, nhớ vậy. Sách đích thực là đâu? Đây, nhớ vậy. Và làm sao? Mình tu nó, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đó, vậy đó. Tấn giác chi. Vậy mình phân biệt được mình có tấn giác chi hay chưa rồi nha. Để mình cố gắng mình làm cho nó được. Trong cái tấn giác chi nó có cái này nữa nè.
khi mà mình chú tâm á, tức là mình có mặt, tức là niệm giác chi á, thì trong cái niệm giác chi của mình có hết lòng không, tức là có atabi không, tức là có nhiệt tâm trong đó không, tức là cái tâm của mình có thực sự liên tục dán trên đối tượng không. Nếu không nó on nó off, nó on nó off á, thì chưa có tấn giác chi nhá. Vậy là tấn giác chi nó biểu hiện có ba cái. Một là cái niềm vui mình thức dậy sớm tu là một ví dụ, vô từ khóa là mình vui, mình nghĩ tới cái chuyện từ khóa là mình vui, giống như nghĩ tới bụng đói mà ăn cơm. Thứ hai là mình thành tựu bỏ việc ác, làm việc thiện. Thứ ba nữa là khi một lần mà mình chú tâm vào đối tượng một phát là liên tục, chứ không on off. Tấn tức là nó tạo ra một sự liên tục dán tâm lên đối tượng, để cái niệm của mình nó không bị on off bởi cái sự giả đãi lười biếng. Khi mà mình rất đói thì mình ăn với cái tâm là sao? Vừa ăn mà vừa nói chuyện, vừa nghỉ ngơi, đâu có chuyện ngoài miếng ăn không? Không. Khi mình gặp người mình thương mà 10 năm thì tâm của mình ngồi với họ 5 phút cứ hướng đến một người thứ ba không? Không. Hiểu chỗ này chứ? Cái tâm mình nó khát khao tu hành mà đặt niệm đến đối tượng mình là có thành tựu cái tấn giác chi rồi, là niệm giác chi sẽ liên tục và có sức mạnh trong đó. Tự nhiên đúng không nào? Đó. Cho nên là hễ mà không có hành trì á thì nó sẽ giải đãi, mà hễ giải đãi là nó không thể có chánh niệm. Cho nên bắt đầu bằng cái chuyện hành trì, và hành trì một thời gian nó thành tựu cái chuyện chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn đó nó thành cái chuyện tấn giác chi. Tấn giác chi là bắt đầu niệm giác chi. Bắt khi mà tấn giác chi có mặt rồi là mình đến gần với con đường giác ngộ. Khi trong lòng người đó mà chánh giác chi đã có mặt rồi thì người đó biết cơ hội giác ngộ ở trong tầm tay. Cứ vậy đó. Cho nên một người mà họ quyết là họ vãng sanh rồi á thì họ đã có một cái dư âm, một cái sự kết nối đó, thầm hiểu nào đó ở trong lòng với Phật rồi, thì họ biết niềm vui của họ trên con đường niệm Phật đó, có rồi, biết không? Mỗi lần ngồi với niệm Phật họ vui, chắc chắn người đã vãng sanh, và họ thầm biết họ không muốn ở đây nữa, và có cái niềm vui lúc niệm Phật nó có rồi á, thì họ sẽ mỗi ngày mỗi niệm Phật để mỗi vui, và họ về với Phật dễ ạt. Còn mình không hiểu rồi. Mình không hiểu, mình cũng tu tịnh độ mà tại sao mà mình chưa chắc là mình vãng sanh ta? Niệm Phật đi rồi nó chuyển nghiệp liền. Không còn cách nào nữa. Hành đi là tự nhiên nghiệp nó chuyển. Cứ miên mặt vào chánh tinh tấn thành giác chi. Không có cách nào hết đó. Nó tu phải hành. Tu là phải hành. Quyết chí như vậy. Chúng ta nghe tiếng chuông nha. Khi niệm giác chi mà thành tựu á là mình biết trên con đường giác ngộ mình rất gần. Còn mà mình bước ngoài kia vô đây on off hoài, mình biết nó chưa thành niệm giác chi, mới chỉ là thực tập chánh niệm. Okay. Và nếu mà mình không thực tập luôn á, và mình thực tập không hết lòng á, thì con đường giác ngộ còn rất là xa. Vì con đường giác ngộ nó có một cái dấu hiệu rằng khi trong lòng mình mà bảy yếu tố này mà mình đã thấy có rồi là mình rất gần với thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Mà mình thấy nó chưa có cảm gì hết trơn. Đặc biệt là cái chuyện bắt đầu tu hành mà nó chưa có thấy niềm vui gì hết trơn. Rồi hằng ngày mà chánh niệm nó cứ on off miết. Cái chuyện sân, cái chuyện tham, cái chuyện bực, cái chuyện phản ứng, cái chuyện tự hào, tự ái của mình nó chiếm lĩnh hoài trong đời sống hằng ngày thôi, chứ không có chánh niệm gì hết. Mà khi ngồi thiền xuống thì cái phòng xẹp mới có ba cái phòng, ba cái xẹp thôi là bắt đầu là về nhà mất, đi chợ mất, mua rau mất, đi theo người ta mất, ngoài cảnh lôi đi mất. Rồi mỗi lần mình quay về, mình quay về 2-3 lần, chánh niệm khó giữ người ta, tu cũng khó giữ hả? Ước gì mà đừng có cái phòng xẹp để mình đừng ngồi quan sát đó. Ước lát xong giờ ước gì đừng có thở thôi, đi luôn. Bởi vì mới dụng công tu á là nó bắt đầu mệt mỏi.
nó chán, nó vô vị, nó khó chịu. Bởi vì xưa nay mình không có làm điều đó, mà làm cái điều gì mà xưa nay mình không làm thì sao? Không có niềm vui. Mà làm cái gì mà xưa nay mình không có quen á, là cái tâm mình nó không có ở trong đó, nó cứ nó phải tập hoài, rất là khó khăn. Nên khổ trong cái tu á là khổ để vui, nhưng mà vui ở trong cái hướng á là vui để khổ. Nhưng bây giờ mình chọn một là chịu khó để sau này khỏi khó chịu. Sư phụ Nhật Từ nói tức là sao? Trước là mình phải chịu khó. Chịu khó thì đâu có gì khổ. Người khổ không có giác ngộ được nha. Nhớ này, trong cái 7 cái yếu tố giác ngộ này không có giác ngộ, không có cái yếu tố nào khổ đâu nói trời. Toàn là cái yếu tố sung sướng, thánh thiện không à, hạnh phúc không à. Cho nên cái người khổ không thể giác ngộ được. Cái người hiểu về cái khổ mới giác ngộ. Cho nên mấy người đi tu mà thất tình là vô tu không được. Vì sao? Thầy có cô đệ tử rất là đẹp gái, thất tình xong vô tu, rất vững chãi về ý chí. Nhưng mới đây về mất rồi, biết chừng nó nghe bài pháp này nữa, nó biết. Mà thầy cũng từng được dạy rồi là đừng có nhận người thất tình đi tu. Tại sao vô trong chùa thất tình rồi phải ra? Bởi vì ở ngoài đời á, thất tình là chán đời. Chán đời thì kiếm cái chỗ nào không đời để ở, trốn bất đời. Vô trong đạo thì hết đời rồi, cái bắt đầu nhớ tới đời khi ở trong đạo. Bây giờ ở đạo là hết chán, chán đời. Vậy thì cái mục đích của mình đi vô đạo là chán đời. Hay chán một cái gì đó là vô một chỗ khác là sao? Tới chừng vô cái chỗ đó cái nó nhớ là cái chỗ mình chán. Mẹ cái tâm mình vậy đó. Bên kia đồi lúc nào cỏ cũng xanh hơn bên đây đồi. Ngày mai lúc nào cũng là sự cứu rỗi, còn hôm nay là phương tiện. Phút giây này lúc nào cũng là phương tiện cho phút giây kế tiếp. Người ấy á, nhà người ta, con nhà người ta, con nhà người ta, thầy nhà người ta. Bây giờ mốt tuổi trẻ có cái đó không? À, thầy cô nhà trường người ta, con nhà người ta, bạn bè người ta, kiểu vậy. Thầy nè, thế nào là niệm, thế nào là thực tập chánh niệm và thế nào là niệm giác chi? Mình phải phân biệt để mình biết, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. À, con cứ nhắc hoài cái từ đó để đại chúng biết hành trì. Khi niệm giác, khi chưa có niệm giác chi á, thì cái tay mình để đây mình không biết. Ra mồ hôi lúc nào mình biết, tới chừng ướt cái tay mình mới biết. Tức là niệm của mình nó không có liên tục, nó không có đủ mạnh để cái gì xuất hiện là nó biết. Thì cái niệm đó mình mới có thực tập chánh niệm thôi. Thì mình quán thân riêng thân, dễ cái chân chậm chậm để mà hành động nó ít, để mình dễ đặt cái ánh sáng chánh niệm lên. Giờ mình giờ đi nhanh thì không biết, muốn đủ thứ hết thì không biết, suy nghĩ đủ thứ hết thì không biết. Cho nên trước phải yên lặng, quan sát tâm, thân, thọ, pháp. Thì cái sự thực tập đó chính là thực tập đặt niệm trên thân, thọ, tâm, pháp. Thành tựu niệm thân, thọ, tâm, pháp rồi mới thành tựu niệm giác chi. Còn khi mà mình đã có cái niệm giác chi rồi thì tâm mình lúc này mồ hôi nó bắt đầu đổ là mình cảm nhận rồi đó. Cơ thể mình nó như thế nào là về cái thân là bắt đầu mình biết. Dập bao nhiêu ý niệm nó ra dù nhanh cỡ nào mình cũng biết. Và mình biết không phải bằng một sự nỗ lực, và mình biết một cách tự nhiên. Và mình biết nó sinh bao nhiêu, nó ở bao lâu và nó diệt nhanh chậm thế nào. Niệm giác chi. Và khi mình có cái niệm giác chi là tự nhiên cũng thầm ngộ luôn là mình gần thánh quả, mình niết bàn. Mình đang thực tập chánh niệm chứ mình chưa có chánh niệm. Mình đang thực tập niệm giác chi chứ mình chưa có niệm giác chi. Phật nói này chư tỳ kheo, khi thế nào là niệm giác chi? Trước chưa có, nay có. Nay có, nay phát triển hơn. Khi có thì mình biết có, và khi nó có rồi nó hết thì mình biết nó hết, và khi nó xuất hiện lại mình biết nó xuất hiện lại. Phật chỉ nói vậy thôi, đó chính là quán pháp trên pháp với niệm giác chi đó. Thì tức có nghĩa là gì? Bây giờ lấy cái đề mục là phòng xẹp của cái bụng hay hơi thở hoặc câu niệm Phật nha. Mình quan sát thế nào là niệm giác chi trong cái phòng xẹp của cái bụng nè. Thì trước đó là mình phòng xẹp là mình biết đó là niệm giác chi. Có niệm mình mới biết nó phòng, nhưng mà lúc đó nó chưa phải là niệm giác chi thực thụ. Mà mấy cái chánh niệm để cái niệm lên để mình biết nó phòng hay nó xẹp, cái hơi thở nó vào hay nó ra, mình đang niệm A hay là Mi.
và mình niệm tới 1 hay tới 10, mình niệm tới 9 hay tới 8 mình mới có biết sơ khởi vậy thôi. Giờ mình có một cái sự nỗ lực miễn cưỡng, cho nên mình cảm giác nửa tiếng là nó hơi dài, thân nó hơi mệt, nó có sự dụng công cho nên nó hơi chán chán, mệt mệt, năng lượng nó cũng hơi bị đổ mồ hôi một chút, ngồi thiền một chút nó hơi đổ mồ hôi. Nó không có khinh an, nó không có sự rõ ràng, nó không có sự liên tục. Tính liên tục niệm nó không có ghi nhận được. Nó không có cái niềm vui trong lúc mình ghi nhận. Mà nó không có tạo ra cái sự rõ ràng, minh bạch cái đối tượng mình ghi nhận. Mà nếu cái số lượng nó ghi nhận nó quá nhiều mà không ghi nhận kịp. Nhớ là những cái dấu hiệu mà hằng ngày mình niệm với mình nó yếu là mình biết. Là hằng ngày mình tu cái niệm nó on nó off hoài mình biết. Mà sao mình nói câu đó ta? Hồi nãy hay nói câu đó thiệt. Phải không? Cứ nó hay quên, nó hay quên, nó hay thất niệm. Là biết niệm mình nó yếu. Ngồi thiền xuống mình sẽ biết à. Mình niệm Phật từ 1 đến 10 mà tự nhiên mới cái 7 8 cái nó quên. Mình ngồi chỉ được 5 phút thì ok, nhưng mình ngồi được 4 5 phút thì không được. Niệm yếu, chưa thấy niệm giác chi. Nghe nó hiểu không nè? Niệm giác chi như thế này nè. Ngày Mahashi á, Sayadaw ví dụ rất hay. Khi mà con bồ câu nó bị bỏ đói lâu ngày, dục ra 1 hột thóc là nó lợm, dục ra 10 là nó lợm liền 10, dục hột nào lợm liền hột đó. Niệm với mình mà đủ mạnh là mình thấy cái gì xuất hiện của thân thấy liền, cái gì xuất hiện của danh là của tâm thấy liền, cái gì của sắc thấy liền, thấy lập tức và thấy bao nhiêu cũng thấy kịp hết, và thấy một cách tự nhiên chứ không phải dụng công mệt mỏi. Tâm của mình trong cái chánh niệm nó không có làm mình mệt nữa. Và khi tinh tấn quá mức, bỏ cái niệm vô cái tấn là lập tức mình không có bị trạo cử nữa. Bởi vì cái chức năng của niệm á, là nó làm cân đối lại. Cân đối cái gì? Tấn, niệm và hỷ là ba cái yếu tố này nó động. Khi ba yếu tố này nhiều quá, niệm mà bỏ vô ba yếu tố đó nó cân đối lại với ba cái yếu tố sâu là nó chìm hơn một chút, là định, xả và khinh an. Ba cái sâu là nó an, nó mát, nó dịu, nhưng mà cái chìm trong đó nó làm cho mình dễ hôn trầm. Thì bỏ niệm vô trong cái định, niệm mới thành tỉnh thức. Thì khi mà mình niệm đủ thành giác chi rồi á, mình rổ vô cái nào, cái đó nó tự cân bằng với cái kia. Những cái biểu hiện này của niệm, hiểu không? Để mình biết được là mình có niệm hay chưa. Mỗi lần mà mình buồn ngủ nè, buồn ngủ là đang định hơi nhiều, rồi niệm vô một phát là tỉnh dậy liền. Đâu biết cái niệm mình nắm ảnh. Mình chỉ cần biết mình đang buồn ngủ là mình hết buồn ngủ. Nhưng mà bây giờ mình biết mình buồn ngủ cái mình, à, chắc cơ thể nó mệt á, chứ nó lên tiếng nữa, thầy dậy là mình phải thương yêu nó. À, xong rồi thôi ngủ. Đó không phải là niệm giác chi, mà đó là mệt giác chi. Niệm mà chưa thành giác chi đối với thân á, mình quán thân lên thân khó lắm, không phải đơn giản đâu nha. Bỏ ra bỏ về chút dép thôi á, mình không biết nãy là bỏ chút dép trái hay phải, bỏ cái nào trước quên mục tiêu rồi đó. Phải không? Bước vô đây chân trái chân phải trước quên mất tiêu rồi. Nãy giờ mình đi bên trái hay bên phải cửa quên mất rồi. Đầu mình quên liên tục à. Cho nên cái niệm nó làm cho mình nhớ rất tốt những cái thứ mình muốn nhớ. Nếu mà chưa có thành niệm giác chi thì chánh niệm của mình hàng ngày cố gắng tu tập. Và khi nó yếu thì mình vui lòng biết nó yếu. Và khi mà mình tu tập á, khi nó phát triển á, là mình biết nó phát triển. Nó phát triển như thế nào thì cái thân của mình biết. Mình đi đứng nằm ngồi là mình biết. À, thầy cũng nói là về mình ngồi với Đức Phật cái đi. À, nãy giờ không phải ngồi giống như Phật. Niệm phát triển, mình biết có niệm phát triển. Sao mình biết được niệm phát triển? Là mình biết được là hồi nãy giờ mình đang làm gì này nè, hiện tại mình đang làm gì, cái thân này nó đang như thế nào. Đó chính là cái niệm ở trên cái thân, đó chính là quán thân trên
thân. Đó chính là đọc cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng của cái thân. Cái thân mà mình không đang có chánh niệm thì cái thân này nó sẽ hướng vào ngũ dục. Cái thân này nó sẽ sử dụng ngũ căn thôi. Nó không có lấy cái thân này để nó giữ giới. Sử dụng cái thân này mà sử dụng ngũ căn á, là cái thân này sử dụng ngũ căn để làm gì? Để hưởng thụ. Phải không? Mà cái thân này nó sử dụng để tu là nó giữ giới. Vậy mình sử dụng nó bằng cách nào? Hưởng thụ thì đi xuống. Bây giờ mình có giàu cỡ nào chăng nữa mà mình không tạo phước nhân, mình hưởng toàn phước quả thì có bù lúa bao nhiêu, mà không trồng lúa mà ăn lúa thì nó cũng hết. Dù lên chư thiên cũng hết, huống hồ vậy đây. Giờ mình coi thử cái thân mình hằng ngày là mình giữ giới hay mình sử dụng ngũ căn để mình hưởng thụ. Sử dụng ngũ căn hưởng thụ là sao? Mở lên thế này mà lướt Facebook thì hưởng thụ không? Có. Vẫn đốt cháy thời gian để chánh niệm đó thôi. Ồ thầy ơi, vậy là con không được xài máy nữa hả? Không có chánh niệm trong khi xài máy được hả? Nếu mà chánh niệm của mình đã trở thành niệm giác chi rồi thì mấy cái này ok, mình có thể chánh niệm đến được. Còn bây giờ mình biết nó chưa thành niệm giác chi thì mình hạn chế những cái nào mà làm cho cái chi niệm của mình nó phân tán thì mình hạn chế nó đi, hiểu không? Đó cũng là một dạng hưởng thụ. Thì hưởng thụ thì sao? Phước quả bao nhiêu mình hưởng không nên. Phước là phải tích, đừng có tán. Hưởng là nó tán. Phước mà tán là quả nó sinh. Quả sinh sao? Chư thiên vậy đó mà cũng phải năm tướng si hào. Hưởng hết phước rồi sao? Hoang đầu héo, nách mồ hôi, quần áo tự nhiên dơ, chỗ ngồi tự nhiên không muốn ngồi nữa, tâm suy nghĩ lung tung, tới ghẹo mấy cô tiên nữ đẹp, làm cái chuyện tào lao. Rồi hết phước đọa. Hưởng là hết thôi à. Hưởng là hết. Cái gì hưởng là hết? Bao nhiêu phước hưởng cũng hết. Bây giờ có cái thân này nè, bỏ cái chánh niệm lên và lấy nó tu. Và hễ mình tu cái niệm đến cái thân á, là buộc mình phải trước giữ giới thì mới tu lên chánh niệm thân được. Được hai bước một thứ. Khi mình tác ý tu trên cái thân này thì lập tức cái thân này nó không tội gì mà nó đi phá hoại cái phước, mà nó không tội gì mà nó đi phá giới. Hiểu không nào? Là tự nhiên cái thân này nó tạo phước. Có ba cách tạo phước. Một là bố thí, lấy cái thân này đi cho. Hai là lấy cái thân này không cần bố thí mà vẫn có thể tạo phước được, giữ giới. Giữ giới còn hơn tạo đi cho nữa đó. Ví dụ cho có thể lấy cái tôi mình cho bà cậu định đáp thì ăn có mưu đồ. Nhưng mà giữ giới thì không có mưu đồ gì hết nhiều. Dĩ nhiên vẫn có để giữ đến sau tự hào mình giỏi người ta, tức là kiêu mạn giữ giới. Còn cách nữa là Bhavana, tức là tu thiền, tu niệm Phật, ngồi xuống thời khóa. Ba cách đó làm phước. Nhớ ba cách trong này nói lại thử. Giữ giới, bố thí, hành thiền hay niệm Phật gì đó. Thì cái thân này hiện giờ đang làm cái gì? Từ khi mình tác ý mình tu, mình bỏ chánh niệm lên nó thì mình mới bắt đầu tạo phước. Còn không thì mình xài nó vô tội vạ lắm. Đụng chỗ nào cũng hưởng nó, bụng phút giây nào mình cũng hưởng nó hết á. Mình ngồi xuống cái mình nghĩ tới cái chuyện ăn. Ăn là đủ thứ món, ngồi xuống cái chuyện thông tin, lướt Facebook, đủ thứ kiểu. Thấy không? Người đời hay người tu gì không có khác nhau. Cái chỗ cái đầu cái áo này, ở cái chỗ là mỗi một phút giây mình dùng cái thân này làm cái gì. Nếu mà dùng cái thân này tạo tội thì mình tổn phước, rồi mình không trả cái nghiệp mà mình làm nó nữa đó. Nếu mà dùng cái thân này mình tạo phước thì mình lợi ích, người lợi ích, mình đi lên. Chúng ta quan sát. Khi mà có niệm lên cái thọ thì mình không bị kẹt vào trong cái cảm xúc ghét người này, ghét người kia, không thành vấn đề với mình nữa. Và mình không có đi đoàn tụ với người thương hay là né người ghét. Và ở với người ghét mình không có thành khổ là oán tán hội khổ. Xa người thương mình không có khổ nhiều là ái biệt ly khổ. Chia tay mình cũng khổ thôi, nhưng bây giờ mình tu rồi là mình biết là thôi khổ 3 bữa thôi. 3 bữa là nhiều rồi đó, thôi xuống 2 bữa thôi. 2 bữa là nhiều rồi đó, xuống 1 bữa thôi. Bữa hay nhiều đó, đừng có cho qua đêm. Đó là mình biết gì? Nó thành tựu niệm từ từ. Quý vấn đề hành trì nó là một thú vui của người tu, và đó là sự hưởng thụ tối thượng của đời người. Không có hành trì tu hành á, cái niềm vui của mình toàn là hưởng thụ ngũ căn ngũ trần không, chứ không có gì khác hết á, phải không? Nó thật tình là ngũ dục qua ngũ căn này với ngũ trần mình hưởng thụ thôi. Ăn no rồi á, nghe nghe đã rồi nhìn,
nhìn đã rồi thì xúc chạm đã rồi thì ngồi tư duy tưởng tượng, rồi giàu có lên thì lấy cái tôi mình hưởng thụ tự hào dưới đời, tạo tác biết bao nhiêu chuyện gây rắc rối cho mình cho người. Và người giàu với người nghèo, thiếu tiền người nhiều tiền và người thiếu tiền thì người nào nếu ác thì làm ác nhiều hơn. Hai người ác một người giàu người nghèo thì người nào có thể là làm ác nhiều hơn? Nếu một người giàu giàu người ta có khả năng làm nhiều hơn với cái tâm ác đó thì ta làm hại nhiều người hơn, phải không nè, hại họ nữa. Niệm giác chi, bỏ đi cảm thọ là một sự giải thoát. Nếu mình có niệm ở trong lòng mà đủ mạnh gọi là niệm giác chi thành tựu thì cảm thọ thương ghét trong lòng mình không sai sử mình hành động nói năng nữa. Xuất hiện cảm thọ thương thì mình biết đó, nhưng mình chưa có vội vàng đi coi thầy. Thương thì coi thầy là bắt đầu đâm hỏi rồi đó. Mình chưa vội vàng phán xét một người bởi vì mình thích họ. Bởi vì mình biết cái niệm này là vô thường và mình đủ cái khả năng ở lại với cảm thọ của mình, dù là mình đói bụng mình cũng chưa nói phua cái tính xấu ra. Thường thì khi đói bụng là dễ sân lắm, ví dụ vậy. Làm sai gì mà thấy nồi cơm hết là kiếm cái gì đó nói cho to to tiếng lên chút. Thì mình biết khi cái niệm giác chi nó thành tựu rồi là vô số những lợi ích trên cái thân này, trên cái cảm thọ. Cảm thọ là mình hiểu nha, nó quan trọng lắm. Cái suy nghĩ nó giống như là nước lỏng, nước sữa lỏng, mà cảm thọ giống như sữa đặc vậy đó. Thì sao mình suy nghĩ tốt cho một người thì mình không có thể có cái cảm xúc xấu với họ được. Cho nên khi mà cái suy nghĩ mà nó xuất hiện rồi thì cái suy nghĩ cái dạng A thì cái cảm thọ là dạng A. Mà cảm thọ nó dễ sổ mũi mình đi lắm, mà không có cái niệm mà đủ mạnh á là thôi mình quên mất cái người đó là người tốt, là mình nói người cái chị đó tốt lắm. Nhưng mà mình không có cái chánh niệm thành tựu ở trong cái suy nghĩ đó, lập tức cái suy nghĩ nó có cái cảm xúc mình ở trong đó đó là cái chị đó tốt, không còn là chị đó nữa, mà chị đó trở thành rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Phải không? Người đó trở thành rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Phút giây nào đó cuộc đời mình mà có một ai đó quan trọng thì phút giây đó mình có bắt đầu thêm một cái khổ. Cho nên hãy để tất cả là người dân. Thế nào là người dân? Người dân tức là sao? Ta đừng có lấy họ, ta đừng có để cái điều khiển vui buồn trong cái chương trình TV của ta trên tay của họ. Tự do là sao? Tức là đừng có để cái sự vui buồn của mình cho người ta quyết định. Thì mình có quyền quyết định chứ không được để ai quyết định cái vui buồn trong lòng mình, thì đó là tự do. Thì mình thấy cái niệm giác chi nó thành tựu cái chỗ đó, nó làm cho mình tự do, không có để người ta làm cho mình vui buồn. Cái chuyện trên đời này là người ta sai mình đứng lên ngồi xuống 5 lần là mình khó chịu rồi đó. Vậy nhưng mà mình để cái vui buồn trong lòng mình cả cuộc đời mình cho người ta sai sự, phải không? Chuyện này vô lý lắm. Mình không chịu nô lệ, nhưng mà thực tế thì mình nô lệ. Mình nói mình tự do mật sướng vậy đó, cái mình nói không có anh em chết. Cho nên người tu là sao? Cắt ái từ sợ thật. Sợ một người nào đó thương mình, đến chi vậy? Để mà nếu mà họ thương mình là mình bắt đầu khổ. Mình quan sát cái cảm xúc mình không có nổi. Họ khổ mình chịu nổi không? Không, chịu không nổi. Cho nên mình phải cắt ái. Mình phải lìa cái người thân. Không phải là mình xấu ác, nhưng mình biết là mình phải có môi trường để từ từ hành trì. Chứ Đức Phật đâu có phải bỏ ra Du Đà La rồi cũng thương người thương mình rất chết, về là độ dẫn đi tu luôn. Cả dòng họ biết bao nhiêu người chứng thánh, đâu phải lạnh lùng chi đâu. Mình biết cái lòng tham mình nó có thể. Lòng tham mà xuất hiện thì tình thương biến mất. Chỗ nào tình thương xuất hiện là lòng tham không có mặt. Vậy thôi. Giống như ngoài thế gian, ở chỗ nào mà đồng tiền lên ngôi thì chân lý không còn tiếng nói. Mình biết được cái sức mạnh của niệm giác chi. Khi mình có niệm giác chi là mình biết mình đi gần trên con đường giác ngộ. Và khi mình chưa có nó là mình biết sự thực tập của mình còn yếu, nó còn chưa có đủ, nó còn chưa có tha thiết, chưa thực sự có atabi. Satima sambanyo, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Hãy mà nói đến chánh niệm là phải nói ba yếu tố này. Đủ ba yếu tố này thì mới đủ chánh niệm. Thành tựu chánh niệm trên bốn cái nền tảng thân thọ tâm pháp thì nó mới thành tựu niệm giác chi. Đôi khi mình tưởng mình tu chánh niệm đúng nhưng mà nó trật. Nó trật lại chỗ này. Mình cứ mình nghĩ là có mặt nhìn thôi, không đúng. Có mặt nhìn nhưng mà phải hết lòng, có tinh tấn trong đó. Mình không ngồi nhìn hoài nó chán, biết không? Nhìn mà đôi khi không thấy nữa, cái nó ghét mình. Sao bữa nay mình tu tệ dữ ta, mà không thấy gì hết, ngồi mình không thấy gì hết.
tâm mình nó không nhiệt tình, xong ngồi một lát cái bắt đầu nó lụi xuống, nó thành cái định chứ nó không có còn niệm nữa. Chúng ta phân biệt được không nè? Chúng ta may mắn lắm nha. Hồi xưa con đi xuất gia là đi tu 2-3 năm rồi mà nói tứ diệu đế không biết gì hết. Giờ quý vị là người cư sĩ mà học đủ thứ hết, nghe và hiểu nhiều thứ quá, thật là may mắn. Đây gọi là sanh phùng Trung Quốc, là trưởng ngộ minh sư. Chưa có chánh tính xuất gia thôi chứ mà đồng chân không biết luôn, nhưng mà học đạo là quý rồi đó. Có học đạo, có sanh phùng Trung Quốc, có trưởng ngộ. Thầy không phải minh sư nha, thầy là sư thôi, mình không ai thầy biết, không dám nói quý vị. Nhưng mà gặp được cái chỗ để mình học đạo theo chánh pháp của Như Lai là quý lắm à. Chứ không phải dễ đâu. Cái bụng mà nó chưa no làm sao mà ngồi đó nghe pháp. Cho nên quý vị cũng có được cái phước bụng nó no. Nhưng mà thường sao sư tử no bụng thì ngầm yên có chuyện gì hết. Mà con người no bụng là phú quý sinh, lễ nghĩa đảnh nổi sinh, nông nổi. Quý vị không sanh nông nổi, không sanh lễ nghĩa mà đơn giản hóa cuộc đời, nhẹ nhàng, thân tâm yên ả, bình yên. Tới chuồng làm phước nữa, dễ thương quá. Chân trần của tay cho mình đi. Thật sự là như vậy. Nói để chư huynh đệ biết được là mình đang là ai, mình đang may mắn thế nào. Mình có phước và mình lấy phước tạo phước đó, phải không? Bạn không thì thời gian này mình sẽ làm những cái chuyện mà hưởng phước tạo tội. Mình biết mình để mình có niềm vui trong đường tu tập. Thì khi cái niệm mình nó liên tục là nó sẽ biểu hiện. Một, ghi nhận kịp thời tất cả mọi dấu hiệu của thân thọ tâm pháp xuất hiện, mình thấy liền. Hai, nó làm cho mình cân đối được cái chuyện giữa định nhiều. Định nhiều thì dễ cài gật, bỏ niệm vào là tức tỉnh thức. À, tinh tấn nhiều thì sao? Khao khát tu hành quá thì sao? Trạo cử, bỏ niệm vào à, chững lại cái tinh tấn. Nhiều khi lòng mình nó cực kỳ mạnh mẽ nhưng mà nó trở thành trạo cử. Trạo cử tức là sao? Tâm mình nó cực kỳ là hiếu động. Lúc đó phải chững chững lại, bỏ niệm vô là tự nhiên nó chững à. Nó hay lắm, cái niệm này nó hay lắm. Khi niềm tin quá nhiều, bỏ niệm vô, cân đối lại. Là mình biết khi mình chiếu niệm vô cái gì thì nó lập tức cân đối hai cái đó. Và mình chiếu niệm vô cái gì, mình phát hiện ra liền những thứ xuất hiện. Và khi mà có cái thân đau ha, có cái nỗi khổ, niềm đau ở trong lòng, chiếu niệm vào, lập tức hết. À, khi nào mà mình có được thất giác chi này, khi mình có cái tuệ thứ 6 của 16 cái tầng tuệ Vipassana, là cái tuệ sinh diệt. Tuệ sinh diệt này mà mình thành tựu, mình chiếu cái niệm tới đâu là cái đầu nó hết tới đó. Tác ý chuẩn bị chánh niệm lên, cái mông đau quá, cái đầu biến liệt. Và mình thấy được hết cái việc này đến cái việc kia. Wow, mình thấy mình chỉ cần cái niệm đủ mạnh mà mình chuẩn bị tác ý vô cái gì, lập tức cái đó nó biến mất. Và như vậy mình khám phá ra, khám phá ra gì? À, một chuỗi vô thường. Nó chỉ là những thứ nhân duyên giả hợp vô thường. Và mình có đủ sức mạnh để mà mình làm cho cái đau nó không còn nữa. Một điều mới lạ xưa nay chưa từng diễn ra, do cái niệm nó đủ mạnh. Và mình thấy cái bụng nó phồng lên, không phải là một động tác cục bộ của một cái bụng nó phồng, bởi vì cái niệm nó đủ mạnh cho mình thấy liên tục những cái sự phồng trong cái bụng. Và cái bụng nó không phải là một cái bụng mà là nhiều thứ nó làm cái bụng. Và cái phòng này không phải là một cái phòng mà rất là nhiều cái phòng nó làm nên cái phòng lớn. Trong một cái niệm sinh diệt mình thấy rất là nhiều những cái niệm khác sinh diệt. Tất cả những điều mới mẻ này mình phát hiện ra, nó làm cho tâm mình sinh niềm vui, thành tựu được hỷ giác chi. Kế tiếp đó, một cách tự nhiên. Từng có cái này không? Khi niệm giác chi mà thành tựu Nam Mô là cái âm thanh của mình thấy rất là rõ, xuất hiện hai âm liền. Nhưng mà giữa hai âm nó có một sự im lặng. Hành trì đó nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Có chỗ im lặng nào giữa khoảng không đó không? Không. Niệm mình yếu quá cho nên mình nghe nó liên tục Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng thực tế thì có một khoảng giữa của hai âm thanh. Khi mình đủ niệm quan sát mạnh thành niệm giác chi á, là mình thấy được trong cái tâm của mình ấy suy nghĩ đến rất nhiều những cái sinh diệt liên tục, không chỉ một mà vô số cái sát na sinh diệt. Và mình thấy luôn giữa vô số sát na sinh diệt đó có một khoảng trống.
Một niệm này chấm dứt rồi thì niệm kia mới sinh diệt, mới sinh lên. Và giữa hai cái niệm đó mình thấy một khoảng trống, giờ mình không thấy được, giờ niệm mình quá yếu. Cho nên mình bắt đầu thực tập. Mình ngồi xuống hồi nãy giờ, hoặc là bây giờ mình ngồi đây nè, mình nhắm mắt lại mình chánh niệm thôi, là bao nhiêu suy nghĩ nó đến mình thấy không? Mình thấy nhiều hơn là lúc mà mình không có chánh niệm. Đó là chính là mình thực tập niệm đó. Cho nên 5 phút ngồi thiền thôi cũng rất lợi ích, huống hồ gì mỗi ngày mình ngồi được có tiếng, lợi ích vô cùng, mình không biết đâu, lắm như cái máy lọc nước vậy đó. Cho nên có thời khóa rất là tốt, nên ráng giữ chánh niệm. Khi nó thành tựu cái hỷ giác chi á, là bắt đầu cuộc đời của mình, à dù biết đây là ảo mộng nhưng mà có được cái niềm vui thì sống tốt hơn là nỗi buồn chứ. Dù đời là ngắn ngủi, là quán trọ trần gian, nhưng mà mang cái mặt nạ đau khổ để sống thì chưa bao giờ sống, phải không? Không ai sống bằng nỗi khổ cả, cho nên người ta kiếm mọi cách để kiếm niềm vui mà sống, phải không? Và niềm vui đó nếu không may mắn thì là ngũ dục, thì là tạo tác và đọa lạc. Cho nên người mình biết tu giỏi là lấy niềm vui thanh cao, hướng thượng. Để có niềm vui đó không có con đường nào khác, phải bắt đầu hành trì. Và chánh niệm khi nó xuất hiện, niệm con A Di Đà Phật cực kỳ có hỷ lạc. Bây giờ khi có chánh niệm liên tục là mình liên tục phát hiện, niệm mà nó đủ mạnh, liên tục mình phát hiện những cái thứ mà trước đó mình không phát hiện được. Bên nó có 16 cái tầng tuệ trong Vipassana, thì nếu mà cái niệm nó thành tựu liên tục là niệm giác chi, thì cái hỷ nó bắt đầu xuất hiện liên tục là hỷ giác chi. Người mình lúc nào nó cũng vui 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 miết mà không biết vì sao mình vui. Tôi cười mà không biết vì sao tôi cười. Nào, có hai dạng, chắc phải nhất định là dạng đó. Mình thương một người mà bởi vì người đó mình thương ấy, thì không phải là tình thương của mình. Tình thương vay mượn, vay thì phải trả cả vốn lẫn lời, mà thương ta đòi vốn, người ta đòi lời gấp đôi. Thử đi. Mình cũng vậy nữa, mình làm cho người ta cười, bữa sau người ta không làm cho mình cười, hoặc là mình cười mà người ta không cười luôn á, có chuyện ấy. Thà đã được người dân hết, không sao, mà là người thân mình cười với họ một lần, mình không cười lại. Rồi họ cười với mình hai lần, mình không cười lại luôn. Ông già trái chủ chắc. Phải không? Cho nên cái niềm vui vay mượn là niềm vui ràng buộc đau khổ. Vậy thôi. Cho nên cái niềm vui mà ngồi cười một mình là bởi vì họ cười với nhiều người mà họ không ai cười với họ, và họ cười với nhiều người quá mà không ai trả lại, họ đau khổ quá rồi họ cười mình, người điên. Còn bây giờ mình không để bị động điên, mình chủ động điên. Cái điên chủ động này khó lắm, phải không? Ngồi thiền nó vui vui mà cứ mỉm cười với Đức Phật, mỉm cười hoài đó. Ai dám nói ổng bị không? Không ai dám nói. Nhưng mà mình tin, phải không? Có một cái niềm vui gì đó, Phật ngồi đó minh chứng cho một sự thật mà. Nếu cố gắng ta sẽ làm được như Ngài, ngồi cười vui miết mà rất là từ bi. Cái niềm vui đó là do hỷ giác chi. Cho nên trong một con người giác ngộ, họ có cái niềm vui không tên, không điều kiện, không sinh diệt, không đến đi, không được, không mất, không phải của thế gian mang lại cho họ, mà tự thân tâm này là một nguồn máy hoàn hảo. Nếu đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nó sẽ mang lại một niềm hỷ lạc vô cùng tận. Và thương ai không còn vấn đề, mà vấn đề là ai thương mình thì may mắn cho họ để nhận thứ mình cho. Phải không? Khi trong lòng mình mà có niềm vui đó chính là tình yêu đích thực. Tình yêu là gì? Là cảm xúc ngọt ngào. Cảm xúc mình mà ngọt ngào thì đó là tình yêu, mà cực kỳ ngọt ngào thì đó là từ bi. Một người mà cực kỳ ngọt ngào trong cái cảm xúc của họ, họ thương người lắm. Thử cho một người đang đau khổ mà thương được ai, mấy không nè. Khi mình chưa có hỷ giác chi thì mình tu á, cái mặt mình nó dài xuống như nè, nghiêm trang khó chịu. Tôi đang hành trì bà, tôi đang hành trì, đi chỗ khác chơi, nhiều chuyện mất thời gian, người ta đang tu mà cũng phá rối, làm bộ nghiêm trang rồi dữ dội đó, để cho người ta thấy là mình hành trì ghê gớm lắm. Nhưng mà lúc đó cái mình viết câu thư pháp mình tặng hỷ giác chi cho chị ta. À, nếu người nào biết tu là biết, à
mình chưa có cái này. Có không? Có từng vậy không? Có từng thấy người thương của mình cái bà này tu giỏi hay chị này tu giỏi, cái bữa nào mình hành trì cái bà rất là dữ dội, tấn giác chi mà thành tựu? Thì khi ngồi thiền xuống không còn đếm thời gian, đi một tiếng đồng hồ mà không có biết lần tiếng nữa, ngồi một tiếng đồng hồ mà ô nhanh quá. Vì sao? Vì trong đó nó có cái hỷ, cho nên ngồi thiền không có còn canh giờ. Còn ngồi thiền mà bữa nay ta phải ngồi 3 tiếng nha, nó không phải tấn giác chi. Vì sao? Cái tôi của mình, mà cái tôi không có giác chi đâu nữa. Cái tôi mê ly thì có. Cái tôi mình nó bắt đầu lấy thời gian ra để nó đặt cái thời khóa. Cái tôi đó làm cho mình khổ. Khi ngồi như vậy là cái mặt nó dài. Ngồi đáng lấy ngồi yên, cố gắng nhích, nhích cho nó đỡ cái đau để được 3 tiếng. Như vậy này không phải. Thước đo của sự tu tập không có phải là ngồi bao lâu, đi bao nhiêu, làm cái gì và thời khóa thế nào, mà cái thước đo đó là có thành tựu 7 cái giác chi này hay không. Nhớ vậy. Có được cái giác chi này ở trong lòng, có được 7 giác chi này trong lòng bao nhiêu thì ta, đó là thước đo có sự hành trì tâm linh mình bấy nhiêu. Nhớ những cái vấn đề. Mình có được 7 giác chi này bao nhiêu là nó là thước đo cho sự tu hành mình bấy nhiêu. Thì giác chi rất quan trọng. Cho nên mình thấy là người mà khổ không thể tu được. Người muốn tu được là người đó phải có hỷ, có vui, có sự khinh an. Nhìn là mắt sáng, mặt sáng, cười cũng sáng. Nhưng ngủ, ngủ là tối thôi. Còn họ làm cái gì cũng rất là nhẹ nhàng, bình an. Trong cái năng lượng của họ rất, lúc nào cũng có sự tươi mới, mát mẻ. Ở bên cạnh họ lúc nào cũng dễ chịu, hiền hòa. Tâm tư họ không có khó khăn, không có bực bội, không có phản ứng. Bởi vì trong lòng họ lúc nào cũng có cái niệm giác chi. Cho nên làm cho họ rất là nhẹ nhàng. Trong lòng họ đơn giản là rất nhẹ nhàng vậy thôi. Để sáng ngày mai nếu dậy sớm đừng có quá sớm. Mà bởi vì nếu mà 3 giờ mà bình thường ngủ 5 giờ mà dậy 3 giờ là cái sáng sớm nó gà khó chịu lắm. Cho nên để ý ngủ dậy khoảng sớm khoảng 15 phút xong. Kiếm một không gian ở đó đủ tĩnh lặng, gần một cái hoa nữa. Thỉnh tiếng chuông ngồi xuống. Mình sẽ cảm nhận được hỷ giác chi ít. Hỷ thôi chưa thành giác chi. Nó có một cái loại năng lượng rất là an yên, nhẹ nhàng, khoan khoái ở trong người á. Và lúc đó ai có nói nặng lời mình không có phản ứng. Bởi vì cái sự sống của mình nó không phải hướng ngoại để tìm cầu đâu. Tìm cầu là khi nào cũng lại thiếu. Cho nên khi mà nó đủ để dạt vào, nó cảm nhận được một cái gì đó sâu sâu, yên yên, mát mát ở trong tâm hồn của mình á. Lúc đó nhu cầu lòng tham mình ít lắm, ngũ dục ít lắm. Cho nên á, khi nào thì mục đích của một con người, của kiếp nhân sinh được thiết lập, khi người đó mà thiếu ăn á, thì mục đích của họ là no bụng, thức ăn. Khi người đó mà học hành á, thì giải nhất là thức ăn của họ. Khi người đó mà thiếu cái gì thì cái đó trở nên mục đích của họ. Nên khi lòng mình mà không thiếu một cái gì hết thì mình có đi tìm hiểu mục đích cuộc đời không? Mình có đi hỏi ý nghĩa cuộc đời là gì không? Không. Cho nên ai mà đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời là bởi vì sao? Người đó đời chưa có ý nghĩa gì hết. Đời đang vô nghĩa, đang vùng vẫy trong đau khổ để tìm cách này cách kia làm cho mình có một chút niềm vui nhỏ nhỏ. Chút niềm vui nhỏ nhỏ là giống như thế nào? Bị táo bón, biết táo bón không? Rặn một chút, con xin lỗi, nó ra một cục. Khỏe một xíu, rặn chút nữa, ra một cục khỏe một xíu. Mình buồn trong lòng á, mình khổ trong lòng, mình sợ trong lòng, mình khó chịu trong lòng, đi nói chuyện với bà này chút, coi bộ phim này chút, tâm sự chỗ này chút, tu dạo chỗ kia chút, mình đi kiếm chút vui chỗ này chỗ kia, y chang chuyện táo bón không có gì hết. Bao giờ mình có hỷ giác chi, anh ngồi chỗ nào, anh làm cái gì, anh sống với ai cũng có niềm vui hết. Không bao giờ mình khó chịu khó khăn hết đó. Được không nào? Lúc đó mới hết bệnh táo bón. Còn đi tu dạo là thường còn táo bón. Nói như vậy là nói như vậy là không động viên tu dạo à? Không, cái động cơ đi tu á là nếu như mà mình đi tu để kiếm niềm vui á là nói lên mình là có hỷ giác chi. Chứ nếu mình chưa có niềm vui ở một mình á, mình đi tìm niềm vui thì mình đi mua vui á, thì là táo bón. Còn mình đi để mà chia sẻ niềm vui, để ủng hộ chùa, để ủng hộ tam bảo, để ủng hộ khóa tu thì đó là động cơ từ bi đáng quý.
lên như vậy á, lỡ bà có lấy trộm cái áo chăng nữa, hoặc là người ta lấy lộn cái áo nữa, à đúng rồi, lòng từ bi mình lên để chia sẻ mà. Còn bạn không á, cái chùa gì lạ, đi chùa cũng mất dép, có không nè? Đó, đó là đi kiếm niềm vui, lên kiếm ra mà còn mất, đi chùa càng khổ, có không nè? Từng chút một vậy, cứ hễ mà đi kiếm niềm vui bên ngoài thì chỗ nào mà bên ngoài có niềm vui thì chỗ đó có đau khổ. Cho nên á, không ai làm hài lòng mình 100%, còn cứ nói miết. Nhưng mà mình phải làm hài lòng mình 100%. Cái hỷ giác kia mà nó xuất hiện rồi á, thì mình cứ hài lòng 100% mình sống, mình sống rất là vui, thấy không? Không có điều kiện, lúc đó tự nhiên cái tâm mình nó có từ bi, và ở với ai cũng muốn chia sẻ với họ, bạn muốn tính toán gì hết trơn á, để ý sáng mai dậy thấy cái điều đó. Thầy mới đi khóa tu về, khóa tu kính, bây giờ nó mở rồi, nói nó hết rồi cho nên mở. Thầy hướng dẫn chỉ khoảng 20 người thôi, vậy thì lựa một số người mà hành trì mà miên mật, có năng lượng tốt, mà thầy trò ở với nhau rừng, sáng mà thức dậy bình yên, không tắt ý tu hành gì cả. Em chỉ cần ngồi yên lặng để thân tâm gọn nhẹ, ngắm một mặt hồ tĩnh lặng, trên đó có vài đóa sen, lòng mình cũng giống như mặt hồ ấy, và tâm mình hỷ lạc cũng giống như hoa sen. Điều kiện hạnh phúc không cần nhiều nữa, chỉ biết mình đang thở là đủ vui. Lúc đó tự nhiên đời nó đẹp, mình tha thứ được cho những người làm cho mình khổ một cách tự nhiên, không có cần phải đi nghe pháp tha thứ gì nữa. Trong pháp nó đang thuyết á, mình có nghe được bài pháp không, lời không vậy đó. Cái pháp không lời đó, khó nghe nhưng mà hiệu quả nếu đã nghe được cái pháp đó, thì mình phải quyết tâm hành trì. Vì sao nó sanh cái hỷ giác chi? Được, lấy cái gì đó cũng được, mình vui bên ngoài cũng vậy thôi, phải không? Người ta đang có mặt đó, mình không chịu vui đâu, đợi khi mà người ta nói, ta tới ta nói này, cảm ơn em, cả cuộc đời em có mặt đó cho anh, để mỗi lần anh đi làm về mệt, dù có mặt đó cho anh la thì anh cũng hết mệt, cho nên cuộc đời của em nó làm cho anh cũng thấy an lành, no cái bụng lẫn an cái tâm, nên anh được học thiền, anh về anh nói cảm ơn em vì sự có mặt của em làm cho anh hạnh phúc và bình yên lắm. Lúc đó mình mới vui. Là không? Cái để người ta nhận ra mình mới vui. Có nghĩa là sao? Cứ mỗi lần được là mình vui. Sau khi trong tâm mình á, đủ định và niệm, nó thấy cái điều mà nó xưa nay chưa thấy, và nó nhận ra cái thứ xưa nay nó có, tự nhiên nó vui. Như vậy mình đã có kho báu rồi, giờ có điều mình nhận ra nó. Hạnh phúc quý vị không có lấy được, nhưng cho được. Cho nên càng cho càng hạnh phúc, mà càng lấy càng bất an sợ hãi, càng khổ đau. Cho nên đừng có mong nhận nhiều, vì như thế mình sẽ càng ích kỷ và lòng bất an. Lấy một người mà đẹp về mình lo không, lấy một người giàu về càng lo dữ, phải không? Do mình được, trước được là sau khổ, trước mất là sau vui. Mất cái này là chủ động cho nha, chứ không phải ra đường quên mất. Ra đường quên mất là khổ. Hỷ giác chi, con tóm luôn nha, hỷ giác chi mà thành tựu á là tự nhiên hỷ á, là đã đến cái thân là phần lớn. Khi cái hỷ nó thành tựu, nó liên tục á, nó tạo ra cái khinh an. Mà trước khi cái khinh an nó xuất hiện á, là nó có cái dấu hiệu này nè, để khi mình ngồi thiền, mình tu hành và niệm Phật, mình biết là cái thâm mình nó tự nhiên nó có cái niềm vui mà nó nổi dậy cả luôn vậy đó, cái niềm vui mạnh cả đó. Hoặc là nó có cái niềm vui nó giống như là một cái làn sóng biển đó ập vô trong người mình vậy đó. Hoặc là cái niềm vui nó giống như là nhẹ, giống như lông hồng nó lân lân trong người. Hoặc là toàn thân tâm mình nó cực kỳ là thư giãn, thoải mái, lân lân. Đó là những cái dấu hiệu trên con đường mình đi, tâm linh mình biết mình tới đâu đó. Hỷ nó bắt đầu xuất hiện, lạc nó có mặt, là nó bắt đầu chuyển qua lạc, là nó chuyển qua khinh an. Và khi khinh an nó thành tựu,
Khi niệm nó thành tựu là nó bắt đầu qua định trước nha chư vị. Khi định nó thành tựu là nó bắt đầu mới tới hỷ nha. Bởi vì định nó mạnh là nó mới phát hiện ra những cái điều mà trước đó cái tâm mình vốn là đủ những cái thứ ô nhiễm bất tịnh, nó không có làm cho mình thấy được sự thật. Nên là cái tâm mình nó định xuống, dán đúng vào một đối tượng nha. À, hồi nãy là con nói nó trật đi cái thứ tự từ niệm, giống như là ngũ căn ngũ lực của mình á, tính à, tính tấn niệm định, thì ở đây cũng vậy. Tính niệm là phải tính là gì, tấn niệm rồi tới định. Vậy niệm liên tục á thì tâm mình khi mà nó dán lên một đối tượng rồi, mà nếu như cái tâm mình nó không có bị loạn động và chạy tứ phía thì cái tâm nó dán liên tục, tức là cái sát an định của mình nó kéo dài liên tục, sự chú tâm dính vào nó liên tục, thì một cái sự quan sát của mình nó chi tiết thì nó phát hiện ra cái sự sinh diệt liên tục. Và cái định nó đủ mạnh, nó tạo ra một sức mạnh. Và nếu mà nó định nó là giác chi rồi, nó chiếu cái định nó vô cái nào á, thì tất cả mọi hiện tượng nó bắt đầu nó thành cái tuệ. Cái tuệ trước là tuệ sinh diệt, thành tựu tuệ sinh diệt, rồi lên một cái tuệ nữa là tuệ đoạn diệt. Cái tuệ đoạn diệt đó thành tựu á, là cái tâm nó bắt đầu à, chiếu tới cái nào thấy vô thường cái đó, vô thường cái đó, vô thường cái đó, vô thường cái đó. Và nó tự hiểu thầm ngộ là nó có một cái sự vận hành, không phải do một ai, không phải do một cái gì, mà do nhân duyên của mọi thứ nó sinh và nó diệt, nó đến và nó đi, không thể kiểm soát được. Nó hiểu được vô ngã và nó thấy được cái sự vô thường, nó thấy được cái sự bất toại nguyện. Tâm nó tự nhiên yểm ly xa ly à. Tâm nó tự nhiên nè à. Tự nhiên có 4 bước rồi nè nha. Viễn ly, khi mà mình thấy được vô thường, bất toại nguyện, vô ngã, tự nhiên tâm nó viễn ly. Nó viễn ly rồi, nó tiến bước nữa, nó viễn ly là sao? Thấy mấy người nó ồn ào quá không hợp mình, xa, viễn ly về hình tướng của vật lý thân. Viễn ly thời gian thành tựu rồi, nó tự nhiên nó ly tham, tâm của nó bắt đầu không có hướng tới ngoại cảnh bên ngoài để hưởng thụ ngũ dục nữa. Khi viễn ly ly tham thành tựu rồi, tâm nó bắt đầu đoạn diệt luôn cái tham luôn, chấm dứt luôn cái tham luôn. Tức là lúc đó là lên sơ quả, lên tam quả tịnh cư của cõi trời thứ ba, cõi trời của sắc giới, tịnh cư thiên. Rồi đến cái bước thứ tư là nó từ bỏ luôn, tức là từ bỏ luôn đời sống phàm phu phàm tục rồi đó, hiểu không? Thì lúc đó nó tự nhiên nó sinh cái hỷ thành tựu, hỷ giác chi thành tựu, khinh an giác chi. Khi khinh an giác chi thành tựu, xả giác chi. Khi xả giác chi thành tựu, trạch pháp giác chi. Mình thường nghe là sâu niệm là trạch pháp, hoặc đôi khi mình thấy trạch pháp để trước, nhưng trạch pháp đó không phải là sự tò mò, kiểu dịch giống như từ tiếng Anh là nó không có đúng. Tiếng Anh dịch trạch pháp giác chi là investigation, không đúng, tức là sự tò mò tìm hiểu tọc mạch này, không. Trạch pháp tức là sau khi mà mình xả giác chi thành tựu. Xả giác chi là sao? Xả giác chi là đã đi vào cái đường ray của sự hành trì thành tựu. Tất cả mấy cái yếu tố giác chi trước đã thành tựu, và tức là cái sự cân đối giữa tính và tuệ, định và tinh tấn, đâu đó đã vụ đó, mình không có còn phải lấy niệm cân đối nữa. Tất cả nó đã thành tựu vào vô đường ray tu tập, tức là xả. Khi xả giác chi thành tựu, tự nhiên trạch pháp giác chi thành tựu. Trạch pháp là sao? Sự thấu biết rõ ràng do mình nó thành tựu chính mỗi cái tuệ sanh diệt và cái tuệ đoạn diệt. Tức là lúc này mình có chánh kiến, đó là nó tương ứng với chánh kiến ở trong bát chánh đạo. Vậy trong bát chánh đạo thì ở đây có mấy cái này? Có hết, chỉ trừ cái hỷ và cái khinh an, phải không? À, còn lại có hết trong bát chánh đạo á. Chúng ta nhiếp tâm. Con nói như vậy để mình kết lại cái bài giờ 9:30 rồi. Kính thỉnh chư huynh đệ thân tâm an trụ. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chúng Cực Liên Hoa Ni Phổ Màu Hoa Khai Kiến Phật.
Sarah.